dự án thu âm tam tạng tạng kinh tiểu bộ phật tự thuyết việc dịch phích khố Inda Đá, người đọc chun lá Cá, phẩm nhỏ thứ bảy 7.1 Kinh kinh patti giá thứ nhất tôi đã nghe như vậy một thời đức thế tôn ngự tại thành sa Vát thí tu viện của ông anna Bình đi cát vào lúc bấy giờ, Đại Đức Sariputta đang chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phấn khởi cho Đại Đức Lakuntaka Patiyan bằng bài pháp thoại với nhiều phương thức. Khi ấy, trong lúc Đại Đức Lakuntaka Patiyan đang được Đại Đức Sariputta chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phấn khởi bằng bài pháp thoại với nhiều phương thức, tâm của vị ấy đã không còn chấp thủ, và đã giải thoát khỏi các lậu hoặc. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy Đại Đức Laksunthakapatiyân đang được Đại Đức Sariputta chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phấn khởi bằng bài pháp thoại với nhiều phương thức. Tâm của vị ấy đã không còn chấp thủ và đang được giải thoát khỏi các lậu hoặc. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, Đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt lên lời cảm hứng này bên trên bên dưới tất cả các nơi ngươi đã được giải thoát không có sự suy xét rằng tôi là cái này người được giải thoát như vậy đã vượt lên dòng chảy trước đây chưa vượt qua do việc không còn hiện hữu lại nữa kinh Giá thứ nhì tôi đã nghe như vậy một thời đức thế tôn ngự tại thành Tá képathy nát tu viện của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, Đại Đức Sariputta nghĩ rằng Đại Đức Lakuntaka Patiyan là vị hữu học, nên chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phấn khởi cho vị ấy bằng bài pháp thoại, với nhiều phương thức thêm hơn nữa. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã nhìn thấy Đại Đức Sariputta nghĩ rằng đại đức Lạc quân thác là vị hữu học đang chỉ dạy thức tỉnh khuyến khích và tạo niềm phấn khởi cho vị ấy bằng bài pháp thoại với nhiều phương thức thêm hơn nữa sau đó khi hiểu ra sự việc này đức thế tôn vào thời điểm ấy đã thốt lên lời cảm hứng này vị đã cắt đứt vòng luân hồi đã đạt đến chốn không còn mong mỏi dòng nước được khô cạn không còn trôi chảy Vòng luân hồi đã bị cắt đứt không còn xoay vòng, chính điều này là sự chấm dứt của khổ. Chú giải: Lakkhundaka Patiyan vị này có tên là Patthiya và có thân hình thấp, Lakkhundaka nên được gọi như trên. 7.3 Kinh bị dính mắt Tôi đã nghe như vậy, một thời Đức Thế Tôn ngự tại thành Savatthi, Jetavana. Tu viện của ông Anna Cát. Vào lúc bấy giờ, trong thành Savatthi, dân chúng phần nhiều bị dính mắt quá mức vào các dục Họ sống, bị luyến ái, bị thèm khát, bị trói buộc, bị mê mẩn, bị gần gũi, bị sanh khởi sự say đắm vào các dục Khi ấy, vào buổi sáng, nhiều vị tỳ khu đã quấn y nội, rồi cầm lấy bình bát và y, đi vào thành Savatthi để khất thực sau khi đi khất thực ở thành Sa Vách Thí, sau bữa ăn, trong khi đi khất thực trở về, các vị đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống ở một bên, các vị tỳ khu ấy đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, ở đây trong thành Sa Vách Thí, dân chúng phần nhiều bị dính mắc quá mức vào các dục. Họ sống, bị luyến ái, bị thèm khát, bị buộc trói, bị mê mẩn, bị gần gũi, bị sanh khởi sự say đắm vào các dục. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, Đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt lên lời cảm hứng này. Bị dính mắc vào các dục, bị dính mắc vào sự quyến luyến các dục. Trong khi không nhìn thấy tội lỗi ở sự ràng buộc, những người bị dính mắc do sự quyến luyến các sự ràng buộc Chắc chắn không thể vượt qua dòng chảy bao la rộng lớn 7.4 Kinh bị dính mắt thứ nhì Tôi đã nghe như vậy Một thời Đức Thế Tôn ngự tại thành Sa Vát Thí Chê Tá Vá Nát Tu viện của ông Anna Tháp Bình Đi Cát Và lúc bấy giờ trong thành sa vách thí dân chúng phần nhiều bị dính mắt quá mức vào các dục. Họ sống, bị luyến ái, bị thèm khát, bị trói buộc, bị mê mẩn, bị gần gũi, bị sanh khởi sự say đắm vào các dục. Khi ấy, vào buổi sáng, nhiều vị tỳ khu đã quấn y nội, rồi cầm lấy bình bát và y, đi vào thành sa vách thí để khất thực. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy trong thành sa vách thí dân chúng ấy phần nhiều bị dính mắt vào các dục họ đang sống bị luyến ái bị thèm khát bị buộc trói bị mê mẩn bị gần gũi bị làm thành mù quáng bị sanh khởi sự say đắm vào các dục sau đó khi hiểu ra sự việc này đức thế tôn vào thời điểm ấy đã thốt lên lời cảm hứng này bị mù quáng bởi dục vọng bị bao trùm bởi tấm lưới bị che đậy bởi tấm choàng tham ái bị trói buộc bởi kẻ thân quyến lơ đễnh Tức ma vương. Tựa như những con cá ở nơi cửa miệng của tấm lưới. Chúng đi đến già và chết. Tựa như con bê bú sữa mẹ. Chú thích. Hai dòng kệ đầu giống như câu kệ thứ 297 của gatha Pali, trưởng lão kệ. 7.5 Kinh Lakuntaka Patiya Tôi đã nghe như vậy. Một thời Đức Thế Tôn ngự tại thành Savatthi Chetavana, tu viện của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, Đại Đức Lakhunthaka và Hattiyya đi theo nhiều vị tỳ khu đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy Đại Đức Lakhunthaka và Hattiyya từ đằng xa, đang đi theo sau những vị tỳ khưu xấu tướng, khó nhìn, có vẻ bị xem thường bởi phần đông các vị tỳ khưu. Sau khi nhìn thấy, Đức Thế Tôn đã bảo các vị tỳ khu rằng này các tỳ khô, các ngươi có nhìn thấy vị tỳ khô này từ ở đằng xa, đi theo sau nhiều vị tỳ khô, xấu tướng, khó nhìn, có vẻ bị xem thường bởi phần đông các vị tỳ khô. Bạch Ngài, đúng vậy. Này các tỳ khô, vị tỳ khô này có đại thần lực, có đại oai lực, và sự chứng đạt nào còn chưa được vị tỳ khô ấy chứng đạt trước đây? thì sự chứng đạt ấy không phải là dễ dàng đạt được vị ấy ngay trong kiếp hiện tại nhờ vào thắng trí của mình chứng ngộ đạt đến và an trú vào cứu cánh tối thượng của phạm hạnh vì mục đích này mà các người con trai của các gia đình cao quý rời nhà xuất gia một cách chân chánh sống không nhà sau đó khi hiểu ra sự việc này đức thế tôn vào thời điểm ấy đã thốt lên lời cảm hứng này. Không chút lỗi lầm, có mái che màu trắng, chiếc xe có một căm lăn bánh. Hãy nhìn vị đang từ từ đi đến, vị không phiền muộn, có dòng chảy đã bị chặt đứt, không còn sự trói buộc. Chú thích Chiếc xe được so sánh với vị tỳ khu Lakhun Thakapatiya, không chút lỗi lầm nghĩa là hoàn toàn trong sạch. Có mái che màu trắng nghĩa là quả vị A-la-hán. Có một căm tức là niệm. Dòng chảy nghĩa là tham ái. 7.6 Kinh Diệt Trừ Tham Ái Tôi đã nghe như vậy một thời Đức Thế Tôn ngự tại thành Savatthi, Chetavana, tu viện của ông Anna cát vào lúc bấy giờ đại đức anh nha tắc côn đan nhát ngồi ở nơi không xa đức thế tôn xếp chân thế kiết già giữ thân thẳng đang quán xét lại sự giải thoát do diệt tận tham ái đức thế tôn đã nhìn thấy đại đức anh nha tắc côn đan nhát ngồi ở nơi không xa xếp chân thế kiết già giữ thân thẳng đang quán xét lại sự giải thoát do diệt tận tham ái sau đó khi hiểu ra sự việc này Đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt lên lời cảm hứng này. Đối với người nào không có các rễ cây, nền đất, không có các lá cây, từ đâu mà có dây leo? Ai có khả năng để chê chấp bậc sáng trí ấy là vị đã được giải thoát khỏi sự trói buộc. Chư Thiên cũng ca ngợi vị ấy, vị ấy còn được ca ngợi bởi đấng Phạm Thiên nữa. 7.7 Kinh diệt trừ chướng ngại. Tôi đã nghe như vậy, một thời Đức Thế Tôn ngự tại thành Savatthi Che távana, tu viện của ông Anna Đi Cát. Vào lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn đang ngồi quán xét lại sự dứt bỏ các phần chướng ngại và tưởng của bản thân. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, Đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt lên lời cảm hứng này. đối với vị nào, các chướng ngại và sự tồn tại ở luân hồi là không có vị đã vượt lên trên sợi xích tức tham ái và thanh chánh tức tà kiến trên thế gian luôn cả chư thiên không coi thường vị hiền trí ấy vị đang sống không còn tham ái 7.8 kinh cách nát tôi đã nghe như vậy một thời đức thế tôn ngự tại thành sa vát tá va nát Tư viện của ông Anna Vào lúc bấy giờ, Đại Đức Maha nát ngồi ở nơi không xa Đức Thế Tôn, xếp chân Thế Kiết Già, giữ thân thẳng, với niệm hướng đến thân đã khéo được thiết lập luôn hiện diện ở nội phần. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy Đại Đức Maha nát ngồi ở nơi không xa, xếp chân Thế Kiết Già, giữ thân thẳng, với niệm hướng đến thân đã khéo được thiết lập luôn hiện diện ở nội phần. Sau đó, khi hiểu ra sự việc này, Đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt lên lời cảm hứng này, đối với vị nào niệm hướng đến thân có thể được thiết lập thường xuyên và mọi lúc rằng nó không có và nó không là của tôi, nó sẽ không có và nó sẽ không là của tôi, với sự an trú theo từng tự tại nơi ấy, vào đúng thời điểm vị ấy có thể vượt qua sự vướng mắc, tức tham ái. Chú thích, nó ở đây được hiểu là ách ta, tự ngã hay bản ngã. 7.9 Kinh giếng Nước Tôi đã nghe như vậy một thời Đức Thế Tôn trong khi đi du hành ở xứ sở của những người Man La cùng với đại chúng tỳ khu đã ngự đến ngôi làng bà La Môn của những người Man La có tên là Thu Ná các bà La Môn và các gia chủ ở Thu Ná đã nghe rằng chắc chắn là ngài Sa Môn Gotama, con trai dòng Sakya, từ dòng dõi Sakya đã xuất gia trong khi đi du hành ở xứ sở của những người Man La cùng với đại chúng tỳ khu đã ngự đến Thu Ná. Họ đã cho lấp đầy các giếng lên đến miệng với cỏ và vỏ trấu nghĩ rằng chớ để các sa môn đầu trọc ấy uống nước. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã rời con đường lộ rồi đi đến gần gốc cây nọ, sau khi đến đã ngồi xuống ở chỗ đã được sắp đặt sẵn. Sau khi đã ngồi xuống, Đức Thế Tôn đã bảo Đại đức Ananda rằng: "Này Ananda, vậy ngươi hãy đem lại cho ta nước uống từ cái giếng kia." Khi được nói như vậy, Đại đức Ananda đã nói với Đức Thế Tôn điều này: "Bạch ngài, giờ đây cái giếng ấy đã bị lấp đầy lên đến miệng." với cỏ và vỏ trấu bởi các bà la môn và các gia chủ ở thu ná nghĩ rằng chớ để các sa môn đầu trọc ấy uống nước đến lần thứ nhì đức thế tôn đã bảo đại đức ananda rằng này ananda vậy ngươi hãy đem lại cho ta nước uống từ cái giếng kia đến lần thứ ba đức thế tôn đã bảo đại đức ananda rằng này ananda Vậy ngươi hãy đem lại cho ta nước uống từ cái giếng này." Bạch Ngài xin vâng. Đại đức Ananda nghe theo Đức Thế Tôn đã cầm lấy cái bình bát đi đến gần cái giếng ấy. Sau đó, trong khi Đại đức Ananda đang đi đến gần, cái giếng ấy đã tống ra khỏi miệng tất cả cỏ và vỏ trấu ấy và đã được ổn định, được tràn đầy lên đến miệng với nước trong sạch, không bị vẩn đục, tinh khiết tưởng chừng như đang trào ra. Khi ấy, đại đức Ananda đã khởi ý điều này. Thật là kỳ diệu, thật là phi thường, Đức Như Lai có đại thần lực, có đại oai lực, bởi vì trong khi ta đang đi đến gần, cái giếng này đã tống ra khỏi miệng tất cả cỏ và vỏ trấu ấy và đã được ổn định, được tràn đầy lên đến miệng với nước trong sạch, không bị vẩn đục, tinh khiết tưởng chừng như đang trào ra. Sau khi lấy nước uống bằng cái bình bát, đại đức Ananda đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã nói với đức Thế Tôn điều này: "Bạch ngài, thật là kỳ diệu, bạch ngài, thật là phi thường, đức Như Lai có đại thần lực, có đại oai lực, bạch ngài, bởi vì trong khi con đang đi đến gần, cái giếng này đây đã tống ra khỏi miệng tất cả cỏ và vỏ trấu ấy và đã được ổn định." được tràn đầy lên đến miệng với nước trong sạch không bị vẩn đục tinh khiết tưởng chừng như đang trào ra xin đức thế tôn hãy uống nước xin đấng thiện thể hãy uống nước sau đó khi hiểu ra sự việc này đức thế tôn vào thời điểm ấy đã thốt lên lời cảm hứng này có thể làm gì với cái giếng nếu nước uống luôn luôn có sẵn sau khi đã chặt đứt tham ái tật gốc rễ tại sao lại lang thang tìm kiếm? 7.10 Kinh Udena Tôi đã nghe như vậy, một thời Đức Thế Tôn ngự tại thành Kosambi ở tu viện Gosita vào lúc bấy giờ khi Đức vua Udena đi đến vườn hoa thì nội cung của Đức vua bị cháy và 500 nữ nhân đứng đầu là Samavati đã bị chết. Sau đó, nhiều vị tỳ khưu vào buổi sáng đã quấn y nội, cầm lấy bình bát và y rồi đã đi vào thành Kosambi để khất thực. Sau khi đi khất thực ở thành Kosambi, sau bữa ăn, trong khi đi khất thực trở về, đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống ở một bên, các vị tỳ khưu ấy đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, ở đây, khi đức vua Udena đi đến vườn hoa Thì nội cung của đức vua bị cháy Và 500 nữ nhân đứng đầu là Samavati đã bị chết Bạch ngài, cảnh giới tái sanh của các nữ cư sĩ ấy là gì? Đời sau của các nữ cư sĩ ấy là gì? Này các tỳ khu, ở đây có những nữ cư sĩ là các bậc nhập lưu Là các bậc nhất lai, là các bậc bất lai này các tỳ khưu, tất cả các nàng ấy chết không phải là không có kết quả. Sau đó khi hiểu ra sự việc này, Đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt lên lời cảm hứng này: Thế gian với sự trói buộc của si mê được thấy như là có khả năng, kẻ ngu với sự trói buộc của mầm tái sanh bị bao quanh bởi bóng tối, nó tức tự ngã được xem tựa như có sự trường tồn đối với người nhìn thấy thì không có bất cứ gì phẩm nhỏ thứ bảy được đầy đủ